Hello anh em, lại là mình đây, mình là Đỗ Chí đây. Hôm nay ở cái video này em sẽ chia sẻ cho anh em cách chiết cành cây bằng cái sản phẩm keo chiên chiết cành đây của anh Sang Nguyễn, là người nông dân nha. Thì cái keo chiết cành này nè là chiên để chiết tùng mai vàng và các loại giống cây mà nó ra rễ được từ cành đấy, rồi ngoài những loại cây ăn trái thì nói chung là tất cả những cái loại cây gì mà nó ra rễ được từ cành thì cái keo này nó sẽ hỗ trợ anh em. Thì em nói thêm là không phải là cần cái keo này thì mới chiết mới ra rễ. Tại sao em nói là tất cả các loại cây nó ra rễ được từ cành thì mình dùng keo chiết, thì cái ý nghĩa của cái từ đó thì nhiều người là bảo là nếu như mà nó ra rễ được từ cành đó thì mình dùng keo chiết để làm cái gì. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ với anh em là mình dùng keo chiết để cho nó ra rễ nhanh và nó ra rễ nhiều và nó ra rễ đều hết ở cái mặt cắt của cái cành, thì nó phù hợp với cái công việc của anh em làm kiển đế đẹp. Ví dụ như anh em chiết không sử dụng keo, chiết bằng cách thông thường thì nó vẫn ra rễ, chứ từ xưa giờ anh em bà con của mình á đâu có sử dụng keo chiết cành này đâu, thì vẫn nhân giống bằng cành chiết được mà đấy. Nhưng mà ở góc độ cái video này thì Đỗ Chí nói là anh em chiết cành để làm kiểng thì cần nó ra rễ nhiều như thế này và nhanh ra rễ, và nó ra rễ ở đều xung quanh cái mặt lột da để anh em làm kiểng phù hợp với cái việc là mình xếp đế. Thì cây kiểng thì cái bộ bệ đế nó rất là quan trọng, cho nên là hôm nay em sẽ giới thiệu với anh em cái sản phẩm là keo chiết cành của anh Sang Nguyễn đấy. Thì cách sử dụng thì nó rất là đơn giản, không có gì khó. Thì mình đối với mình chiết một cái cây gì thì mình nên phanh da nó như thế này, lột da nó như thế này đấy. Thì đối với những cái cây nó dễ ra rễ, nhanh ra rễ giống như linh sam hay là bông trang gì đó thì anh em cứ lột da một đoạn khoảng tầm 2 cm thôi. Còn đối với một cái loại nào nó lâu ra rễ và nó nhanh lợi da thì anh em lột cũng hơi xa hơn, là khoảng 3 cm, rồi mình dùng dây á, mình quấn cái lỗi lại đặng đừng cho nó liền da đấy. Đối với những cây nào mà nó mạnh nó mau liền da, còn đối với như linh sam bông trang gì đó những loại này á thì nó nhanh ra rễ. Rồi ví dụ như là anh em sử dụng cây chiết này nè, mình chiết cho cây linh sam, cây bông trang, nhân dân, cây ăn quả thì mình cứ lột da ra như thế này, rồi mình bôi keo rồi mình bó bầu vào. Còn đối với mai vàng và tùng thì anh em phải để mình lột da ra, mình bôi keo xong đó mình để nó khoảng tầm 10 ngày cho đến nửa tháng. Khi nào thấy những cái chỗ này nè nó hơi u một tí xíu nè thì lúc đó mình mới bó bầu, thì nó cái hiệu quả nó mới rất là cao. Còn mình lột da, mình bôi keo, mình bó liền thì nó không có bằng, nó rễ không mạnh bằng. Thì tùy trường hợp, tùy loại cây mình có cách mình để làm khác nhau. Rồi hôm nay em sẽ hỗ trợ cho anh em cách làm trên cây linh sam nha. Đấy. Rồi, mình sử dụng cái chai keo này thì trước khi sử dụng thì nguyên tắc cơ bản là mình lắc đều nó. Mình lắc đều nó cho nó thuốc nó đều. Đấy. Rồi xong rồi mình sẽ cho nó ra. Anh em kỹ mà thì anh em mua cái cây cọ. Đấy, anh em mua cây cọ để anh em quét lên. Còn đối với mình thì mình hơi làm biếng thì mình không có dùng cây cọ mà dùng tay, mình bôi luôn như thế này đấy, nó hơi lòi thòi tí xíu nhưng mà mình nông dân mà, nó ta lắm chân bùn không sao cả đó, thì mình bôi lên. Nó thuốc thì cái này thì nó từ tự nhiên hết nha anh em, không có độc tố gì đâu nha, nhưng mà mình đừng có uống thì nó bị ngộ độc hay là nó bị không tốt cho sức khỏe thôi, chứ nó không có độc tố gì cả. Nhiều anh em bảo thuốc mạnh quá, không biết là mình ngửi nó có bị ngộ độc hay không, thì cái này là không có bị ngộ độc, nhưng mà đừng có uống thôi. Đó. Thấy cây nó phát triển tốt quá rồi mà đem mình uống luôn thì nó không có kết quả ha anh em. Rồi anh em lưu ý nha, mình bôi keo là mình chỉ bôi cái mép trên của cái nhánh cây thôi nha anh em, chứ không có bôi mép dưới nha, bôi mép dưới là nó ra rễ ở dưới luôn á. Mình bôi cái mép trên thôi, tại vì mình chiết cành thì mình cho nó ra rễ phía trên chứ mình đâu có muốn cho nó ra rễ phía dưới đâu. Mình bôi nha, bôi vô ngay cái mặt cắt này. Đối với linh sam thì mình bôi xong rồi mình để khô tí xíu rồi mình bó bầu liền cũng được. Còn đối với mai vàng và tùng thì anh em nhớ là mình phải để nha. Tùng thì mình để rơi vào khoảng tầm 2 tuần
anh em hả hả quấn bầu thì nó ngon nha. Còn mai vàng thì khoảng tươi 10 ngày, 10 ngày thì mới nó bắt đầu mình bó là được rồi. Còn bông trang hay là đinh sam thì anh em cứ bôi rồi bó liền, cái loại này nó nhanh ra rễ. Cái mục đích mình bôi keo này thì cho nó ra rễ ngay cho cái đầu này nè, nó ra thiệt là nhiều rễ và nó rút ngắn cái thời gian của anh em lại. Rồi đối với anh em mà chiết cây ăn quả thì dòng cây nào nó có mủ nhiều, ví dụ như là vú sữa, sabo, măng cụt gì đó thì đều chiết ra rễ nha. Nhưng mà đối với cái dòng cây mà nó mủ nhiều á thì anh em phải khi lột da ra phải để cho nó khô mủ tầm cái khoảng nửa ngày, nếu như là trời nắng anh em phải để tầm khoảng cái nửa ngày cho cái mủ nó khô rồi anh em hả bôi keo nha. Chứ anh em mới vừa lột da xong ra cái anh em bôi keo liền mủ nó trôi hết trơn ra hết trơn à, nó không có thấm thuốc được vào cái da cây thì nó không có kết quả nhiều. Thấy đó thì một số cái kinh nghiệm để mình chia sẻ nha, mình làm nó hiệu quả nha. Rồi sau khi mà chiết bằng cục vú sữa thì anh em cứ để bôi keo vào rồi để vài hôm sau thì mình hả bó bầu vào. Còn đối với măng cụt á thì cũng vậy luôn, và giúp cây cây sabo á thì kinh nghiệm của em á là khi mà em lột da ra rồi em bôi thuốc vào em để tầm khoảng 2 tuần lễ trở lên em mới bó bầu thì nó mới ra rễ nhanh. Xoài cũng chiết được anh em, nhưng mà tùy theo loại á thì nó ra rễ nhanh hay chậm. Ví dụ như cái nhánh xoài á anh em chiết mà không thuốc á thì nó rơi vào tầm khoảng 3 tháng nó mới đầu ra rễ nha. Đó, nó nằm gì đó, sabo chê cũng vậy, sabo chê nó cũng rơi vào tầm 2 tháng hơn. Còn đối với mình có keo thì nó sẽ rút ngắn thời gian lại. Đấy, tùy tùy anh em nữa, cái thời gian mà em làm á thì em sẽ báo cho anh em cái thời gian đó được. Nhưng mà anh em về anh em làm nó không có chuẩn á. Ví dụ như là cái bầu ôm của anh em nó bị ở cái bầu mà bó á, anh em làm nó bị nước vô nhiều thì nó cũng sẽ làm cho nó chậm ra rễ của cái cây nữa nha anh em. Chứ không phải là em nói em làm cái thời gian như vậy mà anh em làm nó lâu hơn đó, hoặc là anh em làm kỹ hơn em nữa thì nó sẽ mau ra rễ hơn. Cái việc bó bầu thì nó quan trọng nhất là mình làm sao đừng có cho nước mưa nó ngấm vào nhiều, nó ướt cái bầu thì nó sẽ lâu ra rễ đấy. Rồi sau khi bôi thuốc á thì mình để tí xíu cho thuốc nó ngấm khô vào cái cành cây rồi mình hả bó cái bầu ươm vào. Đối với những cái loại cây nào mà mình bôi thuốc mà mình bầu liền á thì mình phải đợi tí xíu nha. Còn đối với những cái loại cây nào mình để 5-10 hôm nửa tháng gì bó đó thì không sao, anh em cứ lột da để dễ bôi thuốc vào. Rồi rồi sau khi mà mình đã bôi thuốc vào cái cành chiết rồi, tới cái giai đoạn tiếp theo là mình làm cái bầu để mà mình bó. Tùy theo cái loại cây mà mình làm cái bầu lớn bầu nhỏ, ví dụ như cái linh sam hay là cây bông trang thì nó nhanh ra rễ và cái sức sống nó mạnh đó. Cho nên anh em làm cái bầu ươm nó nhỏ, cái bầu mà bó á, bầu á nó nhỏ thôi đó, thì này khi mà nó đã ra rễ thì mình tiến hành mình cắt mình trồng là được rồi, không có cần thiết là phải cho thiệt là nhiều rễ. Với thêm một phần nữa là mình bầu chiết á, cái cành nó nhỏ đấy, tùy theo cây nha. Ví dụ như mình chiết cái cành lớn á, thì mình làm cái bầu lớn ăn cho rễ nó ra nhiều đặng nó nuôi được cái tán cây sau khi mình cắt. Còn đối với các bạn mà chiết cái cành cây nó nhỏ nhỏ á, đó thì mình làm cái bầu ươm nó nhỏ thôi, khi nó đã ra rễ nó nhanh ra rễ rồi mình cắt mình trồng liền, nó nuôi cái tàn ở trên á không có nhiêu chân á thì mình không cần phải cái bầu lớn cho nó nhanh ra rễ. Rồi cái giá thể để mà mình chiết á thì anh em trộn cho em là cát và xơ dừa á, anh em xơ dừa mình nên sàng nhuyễn ra như thế này, là mình lấy bột xơ dừa thôi, đằng kia đặng khi mình chiết á rồi mình vũ ra mình dễ vũ để mình làm bộ đế. Còn anh em mà chiết cây ăn quả á, thì không cần thiết là phải sàng ra đâu, mình lấy xơ dừa còn chỉ luôn trong bao mình mua về mình trộn với cát là mình cứ bầu thôi. Tỷ lệ trộn là anh em trộn 6 xơ dừa và 4 phần cát á nha, mình đong lường 6 xơ dừa 4 cát là mình trộn đều lại rồi mình bầu đấy. Còn những loại cây khác thì anh em có thể là thêm bùn non vào cũng được, nếu như không thôi thì anh em chỉ xài hai loại này thôi cũng được, chứ không cần thiết phải thêm nhiều thứ. Rồi tiến hành mình trộn nha, mình trộn đều lại, mình tiến hành mình lường cho nó đúng đúng nha anh em. 1 xơ dừa, 2,
ba. Mình nhắm chừng cũng được, 4. Nhưng mà anh em nên làm cho nó bài bản đi, cho nó chuẩn. Mình lường cho nó 5. Mình trộn trái thể đó, mình cuốn cây thì cũng vậy, cho nó đúng công thức. Dùng em thì nó đạt. Còn anh em là đã làm chuyên nghiệp rồi á thì mình nhắm chừng cũng được. 6. Chút nữa. 6. 6 thì vừa rồi, mình lường 4 cát nha. Đó, 4 cát. 1 2 3 rồi 6 cái dừa 4 cát rồi anh em trộn đều lại đó, anh em trộn đều lại rồi mình cho vào bầu nha anh em. Mình trộn đều lại như nè, rồi nếu như cái tháng nào mà mưa nhiều á, mình mưa trời mưa nhiều quá thì anh em cho nước ít trời lại thôi, rồi mưa nó sẽ ngấm vào cái bầu á, nó đủ. Còn đối với cái tháng nào mà trời nắng á, trời hạn nắng mà không có mưa á, như anh em chiết về vào những cái mùa nắng á, thì anh em làm ướt cái bầu luôn nha, ẩm ướt cái bầu là hơi nhiều hơn. Thế. Còn cái trời mưa á, thì mình bó lại vì nước mưa nó cũng rút vào cái da cây, nó cũng ngấm vào cái bầu cũng ướt rồi, cho nên mình đừng có cho nước nhiều. Nước nhiều quá lạnh cái bầu nó cũng lâu qua rễ nữa. Rồi, sau khi mình đã trộn đều thì mình tạo thành được cái giá thể như thế này nè. 6 cho dừa 4 cát, rồi mình cho vào cái bầu để mình bó. Rồi sau khi chúng ta đã trộn cái giá thể nó xong rồi đó, rồi mình sẽ cho nó vào cái bọc như thế này đây, rồi mình cột lại, mình cột đầu lại, mình chườm một cái đoạn dây đấy, mình chườm một cái đoạn dây như thế này nè để mình cột cái bầu này vào cái nhánh cây. Rồi anh em cứ tiến hành đó là mình làm á, mình chiết á thì mình tiến hành mình cắt đôi cái bầu của cái này ra như thế này, rồi mình sẽ ướm nó vào cái chỗ mình lột da lúc nãy đó. Anh em ưu tiên á là nhớ là khi mình chiết á là cái nhánh cây phía trên, là cái mép phía trên đó là mình là cho nó ra rễ, cho nên đó là mình ưu tiên đưa cái bầu này mình lên cái mép trên nhiều. Rồi xong rồi mình ốm vào, mình cột lại cố định cho nó ngay chính giữa, cố định cho nó ngay chính giữa cái bầu ôm nha. Rồi mình sẽ cột dây lại. Rồi đó anh em cho cái bầu vào rồi mình cột lại như thế này nè. Đấy. Cột lại như thế này. Như này xong nha anh em. Đó. Thì tùy theo loại cây á, nó mau ra rễ, nhanh ra rễ. Đối với linh sam á thì mình bầu từ cái ngày mình bầu như thế này nè, nó rơi vào khoảng tầm là 18 đến 20 ngày thì bắt đầu nó sẽ ra rễ, và tầm có khoảng là 25 ngày thì rễ nó ra nhiều rồi. Thì anh em có thể là anh em cắt em trồng được, còn anh em muốn để cho nó nhiều hơn nữa để rễ nó dài á, mình sắp đế hay sao đó thì anh em có thể là để một tháng. Nhưng mà một tháng là rễ ra nhiều lắm nhiều rồi. Mình nói trừ hao cho anh em thôi, chứ cây linh sam này nó khoảng rơi vào 14 ngày bắt đầu là nó đã lú rễ ra rồi anh em. Nó rất là nhanh. Mà rễ ra rất là nhiều, có thuốc mà nữa rễ ra rất là nhiều. Rồi thì anh em cứ tiến hành làm cho nó hết cây. Đấy. Sau khi anh em chiết rồi thì anh em cứ để trồng cây để ngoài tự nhiên nha, chứ không nhất thiết là phải đem vào nhà mát hay là gì để đâu nha anh em. Cây chiết thì anh em cứ chăm tự nhiên, cứ để ngoài mưa nắng tự nhiên không sao cả. Rồi thì anh em có nhu cầu sử dụng keo chiết cành thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0933 119 337, hoặc là anh em có nhu cầu về tư vấn cách chăm trồng cây, hỗ trợ cứu cây xí yếu thì anh em cứ liên hệ qua số điện thoại đó nha. Anh em kết bạn Zalo với em rồi gửi hình ảnh cho em nha, em xem cái cây nó như thế nào, anh em sẽ hỗ trợ cho anh em. Rồi cuối video thì em xin trân trọng kính chào, chúc anh em mình có trong tương lai có thật nhiều là những cái tác phẩm cây đẹp nha. Rồi cuối video thì Đỗ Chí xin trân trọng kính chào.